Hello anh em, chào mừng anh em đến với Mi Gameplay. Và dạo gần đây thì tôi nói thật là tôi cũng chả biết chơi con game gì để cho nó vui vui hay hay. Nhân cái dịp mà tôi cũng vừa làm xong một cái kịch bản nó liên quan đến các tựa game trên Roblox thì tôi phát hiện ra con game Anime Adventure này nó hay phết đấy các bạn. Nên là thôi, hôm nay chúng ta chơi thử con game này xem như thế nào nhá. Và trước khi vào video thì đừng quên cho tôi xin một like và nút đăng ký anh em nhé. Hành tinh Namak. Tôi nghĩ rằng là nó để tránh bản quyền ấy. Nhìn giống thật đấy các bạn. Tôi sẽ cho thằng Zenitsu ở đây. Cho Zenitsu lên Namak đánh nhau luôn. Nâng cấp lên. Zenu, thằng này tên là Zenu. Nó có cái chỗ nào mà nhân 2 tốc độ không nhỉ? Chứ game chậm quá. Hình như là không có rồi. Hai con boss, con boss. Kinh nó trâu thế. Còn gì nâng không? Nâng được này. Này thì máu trâu này. Ôi dồi, anh Goku, anh đứng anh gồng. Qua đầu ông ta. Đây con boss đây này. Tôi nghĩ là chắc tôi phải xây thêm quân của anh em ơi. Tôi thấy nó yếu yếu kiểu gì. Còn 600 máu à, còn 300 máu à. Xây thêm thôi. Ok. Game khá hay anh em ạ. Game được đấy. Ý là con game này nó có cái để chúng ta cày đấy. Sau một hồi chơi tôi nhận ra là tôi chơi mình nó khá là buồn. Với lại nó cũng có những cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu là tôi phải chơi đồng đội. Nên là tôi quyết định rủ thêm một người đồng đội của tôi lên và chiến con game này. Game tôi thì nó level 57 rồi, chắc là nó gánh tôi được. Qua cái chapter mới là mình qua Attack on Titan rồi. Đúng là Anime Adventure. Đi hết tất cả các bộ truyện luôn à. Nhưng mà sao Dragon Ball đi có một cái hành tinh Namak vậy ta. Đây, tôi đặt Ichi nữa. Ôi trận điện nấm của Usopp kìa. Cái game phủ thành này em ạ, nó mang đến cho chúng ta một cảm giác thỏa mãn ấy. Tôi thích chơi mấy game Tower of Defense này là bởi vì là nó mang đến cho tôi một cảm giác rất là thỏa mãn khi mà chúng ta tiêu diệt cái tụi quái vật ở trên đường bằng những cái ụ súng hay nó các thứ. Kiểu tôi chả cần phải làm gì nhiều ấy, tôi chỉ cần đặt cái ụ súng ra xong bắt đầu tôi nhìn, tôi quan sát. Đấy là một cái thú vui khi chơi game. Đặt gì đi em ơi, nó sổng kia. Tôi không có đủ tiền. Đây. Trời ơi, thằng em trời đánh tránh thằng em nhá. Thật ra là để một con nó sổng qua cũng chả vấn đề đâu, nhưng mà tôi không thích. Tôi thích cái gì nó phải hoàn hảo. Trời ơi, con boss. Ngay này thì boss này kinh. Đúng là level 57 nó xuống lên nó sờ mớp anh em ạ. Nó sờ mớp rank ở dưới này. Rồi, tôi tích được khá là nhiều kim cương. Tôi tranh thủ tôi quay tôi kiếm thêm một vài quân đã. Gì đây? Sosuke, Urakara, Tanji, Goku. Ôi dồi, lắm Goku thế, Zeno. Tôi mệt đọc tên quá anh em, tôi mệt đọc tên quá. Tụi này nó biến tấu tên lại, bây giờ đọc nó khó hiểu vãi, nó khó chịu ấy. Deju, Sanjay, Sosuke. Ủa, Vegeta là đúng không? Loruto, hình như là có tên Vegeta đúng thì đúng không? Vegeta mới đúng chứ. Ôi dồi ôi. Sao nó không ra con Legion nó trời, không ra con vàng con tím nào hết vậy. Thề cái cuộc đời tôi gắt chạy đấy, một con tím đây. Cuộc đời tôi nó gắt chạy nó đen kinh khủng. Inosuke, Sakuro, trời ơi, Bakazuwa, à thằng này trong cái gì
Thì tôi quên mất cái bộ đấy rồi. Bộ có thằng Ichigo ấy. Ui, nó không ra một con vàng nào luôn kia bạn. Thật luôn. À đây 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 đây. Goku Blue. À nãy là do quay 50 lần nó mới ra đấy, chứ không phải là nó ra theo tỷ lệ mấy phần trăm đâu. 50 lần nó mới ra. Quay 50 lần chắc chắn là nó ra cam mà. Frieza, Nezuka, Garo. Ok. Tiếp này. À. Trời ơi, sao tôi nhìn tận nó mệt quay em ơi. Tôi đang cần tìm một con. Ôi, Kaneki. Không phải là mythical. Không phải là mythic chứ. Mà legendary thôi. Tôi cần mythic cái game ạ. Kashi. Trời ơi, Sakura nữa hoài luôn. Piccolo. Ôi trời, lại Goku Legendary. Con này có rồi. Nói thật là trong cái thế giới nhân vật anime, nhân vật hoạt hình Nhật Bản này, tôi đúng là tôi thích nhất là Goku rồi. Nhưng mà trong game này ra Goku nhiều quá. Win ở lại Goku. Ôi giời ơi. Thích thì thích chứ đừng có ra nhiều. Ô thể tôi quay gacha nó đen vãi chưởng anh em ạ. À, Crocodile. Goku Black. Goku Shiny. Là có mặc có cả đồ có skin cơ à. Swap. À, nó không ra một con mythic nào cho tôi luôn. Quá mệt. Lại nữa, lại là tím nữa. Ôi, lại là crocodile nữa. Trời ơi, tôi quay hết bao nhiêu rồi? Hơn 6.000, gần 7.000 kim cương rồi. Mà nó không ra một con 7 màu nào hết anh em ơi. Còn 500 cuối cùng. À, sao tôi ra nhiều cái con ở trong cái bộ Tokyo Go của ta. Ê, chắc kết thúc rồi anh em ạ. À, tôi nghĩ là con game này rảnh rỗi chơi cho vui. Nói chung là đừng có nghiện anh em nha. Rồi, anh em thích cái con nhân vật nào, anh em thích bộ truyện nào thì anh em để lại phần bình luận phía dưới cho tôi biết. Còn nếu mà muốn tôi chơi con game gì thì cũng bình luận luôn. Bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.